thầy Park và những thay đổi mới cho tuyển Việt Nam, cháy vé trận Việt Nam và Nhật Bản. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040, một Việt bóng đá, để cùng vui và chia sẻ những tin tức nóng bỏng về tình hình của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam khu vực châu Á. Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2021, bản tin bóng đá hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị những tin nhanh cực nóng về đội tuyển bóng đá Việt Nam và những vấn đề có liên quan bao gồm. Tin nóng thứ nhất, thầy Park và những thay đổi mới cho tuyển Việt Nam. Sau lời chê thẳng từ Bầu Hiển và nhiều ý kiến khác nhau bên cạnh đó, dù có phản ứng không hài lòng nhưng người hâm mộ đã nhận ra huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bắt đầu có những thay đổi cho tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Bắt đầu với thay đổi ở tuyển Việt Nam, trong trận đấu gặp Oman, thuyền trưởng người Hàn Quốc điều chỉnh tới 4 vị trí trong đội hình xuất phát, phải nói là đó là một quyết định hiếm khi xảy ra trước đó. Đáng chú ý là khi thầy Park thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam lại rơi vào một trận đấu chính thức, cũng như mang mục tiêu chiến thắng sau những thất bại trước đó. Không chỉ với tuyển Việt Nam, ngay sau khi hội quân cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng tiến hành làm một cuộc cách mạng mới bằng vài thử nghiệm ở trận giao hữu cùng U23 Kazakhstan. Ở trận đấu này, thầy Park cho các học trò chơi sơ đồ 4-2-3-1 một cách lạ lẫm thay vì đá ba trung vệ như nhiều năm qua mà mình dày công xây dựng với các đội tuyển kể từ khi đến Việt Nam làm việc. Nhưng có ý kiến nói là thấy Park ít nhất cũng bắt đầu thấy cần thiết phải thay đổi là đáng mừng, nhưng có vẻ như điều thuyền trưởng tuyển Việt Nam muốn lại không thật sự dễ dàng. Dù có những thời khắc sáng sủa, nhưng rốt cuộc tuyển Việt Nam vẫn chưa hoàn thành mục tiêu trong trận đầu tiên mà ông thầy người Hàn Quốc tiến hành những thay đổi sau lời nhắc khéo từ Bầu Hiển. Giới chuyên môn có người nói thử nghiệm mới bất thành rõ ràng phần lỗi đầu tiên thuộc về thuyền trưởng người Hàn Quốc, bởi có vẻ như chưa chuẩn bị kỹ hay tốt nhất nhằm giúp các đội bóng của mình uyển chuyển, linh hoạt hơn khi thay đổi cách chơi, nhân sự. Nhưng người khác lại nói tất nhiên phải có bột mới gột nên hồ, thầy Park cũng chẳng dễ dàng thay đổi một sớm một chiều lối chơi hay tư duy chơi bóng cho các học trò trong bối cảnh như hiện tại. Nói cho cùng là người lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam xem ra thấy Park lãnh nhận trách nhiệm cao nhất để tới đây phải thay đổi nếu như muốn tiếp tục đảm bảo thành công. Và những thay đổi có thể sẽ không mang đến kết quả ngay tức thời, nhưng phải chấp nhận vì thành công nào cũng phải trải qua khó khăn chứ chẳng là dễ dàng. Vậy thì cứ đi thôi, thầy Park, cổ động viên nhiều người nói vậy. Mặt khác, nhiều người nói hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam những trận qua đang có vấn đề, thay vì lỗi cá nhân như nhiều người lầm tưởng, cứ nhìn 3 trên 4 bàn thua trong các cuộc đối đầu với Úc, Trung Quốc là thấy. Hàng phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo được tổ chức khá tốt trong các tình huống bị đánh vỗ mặt, nhưng khi đối phương xoay sang các pha lên biên, khoét vào kẽ hở giữa các trung vệ với hai cầu thủ chạy cánh khung thành tuyển Việt Nam lại rất mong manh, dễ vỡ. Làm cách nào để thay đổi chất lượng phòng ngự trong những tình huống đối phương chuyền chéo, căng ngang đầy ý đồ vào vòng 16m50 đang là bài toán thực sự không dễ đối với Thái Phát. Càng khó hơn bởi thời điểm hiện tại các trung vệ tốt nhất và quen thuộc mà thuyền trưởng người Hàn Quốc có trong tay, thường dùng chưa đạt phong độ cao hay gặp vấn đề về thể lực, chấn thương. Trong tình thế này, cùng nhiệm vụ vá lại hàng phòng ngự xem ra huấn luyện viên Park buộc phải thay đổi với một vài thử nghiệm hay cần phải tin người mới thay vì rón rén như trước đây. Tuyển Việt Nam rất khó nếu hàng phòng ngự tiếp tục thể hiện phong độ như những trận đấu đã qua, vì thế phải mạnh dạn lên thôi thầy Park, không ít người nói vậy. Cháy vé trận Việt Nam và Nhật Bản sau 10 phút mở bán. Vào 10 giờ ngày 27 tháng 10, VFF bắt đầu mở bán vé hai trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út 16 tháng 11 tại vòng loại CUP 2022 khu vực châu Á, vé được bán qua hình thức online. VFF công bố 4 mức giá vé là 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng. Mức giá này cao hơn gấp 3 đến 4 lần so với vòng loại thứ 2 CUP 2022. Theo ghi nhận, sau 10 phút VFF mở bán, các mệnh giá vé cao như 900.000 một vé và 1,2 triệu đồng một vé ở trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản đều không còn. Trong khi đó, hai mệnh giá còn lại là 500.000 đồng và 700.000 đồng còn khá nhiều nhưng người mua liên tục gặp trường hợp không thể thanh toán thành công khi mua một cặp. Sau khi mở bán 30 phút, hệ thống ghi nhận số vé trận tuyển Việt Nam, Nhật Bản đã được mua toàn bộ,
trận tuyển Việt Nam, Ả Rập Xê Út vẫn còn một lượng vé của mệnh giá 500.000 đồng một vé. Hệ thống tiếp tục duy trì mở bán đến hết 24 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Theo quy định, mỗi người hâm mộ được mua 2 vé cho một trận. Sau khi đặt vé thành công, VFF sẽ chuyển trực tiếp qua dịch vụ bưu điện Việt Nam theo địa chỉ người mua đăng ký, bắt đầu từ ngày 4 tháng 11. Hiện có tin nói là VFF chỉ bán khoảng 7.000 vé một trận tới tay người hâm mộ, số còn lại phục vụ cho đối tác, vé mời, tính trung bình thu khoảng 5-6 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng cho việc thuê sân, các chi phí rất lớn về y tế, di chuyển, an ninh. Được biết, AFC nắm toàn bộ thương quyền của các trận đấu như bán biển quảng cáo, bản quyền truyền hình. Vì thế, VFF buộc phải cân đối để có chi phí tổ chức trận đấu, có thêm nguồn thu đầu tư cho các hoạt động của bóng đá. Sau khi người hâm mộ mua vé thành công, tất cả khi vào Mỹ Đình là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian 6 tháng. Bên cạnh đó, các cổ động viên phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn, thực hiện nghiêm các yêu cầu về việc ngồi giãn cách trên khán đài, đặc biệt phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt tại sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam hủy tập vì ông trời. Theo kế hoạch, chiều 28 tháng 10 năm 2021, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập tiếp theo trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài cộng với thời tiết Hà Nội chuyển lạnh khiến ban huấn luyện đội tuyển quyết định hủy tập, trợ lý Lee Jong Jin nhiều khả năng cho các cầu thủ tập GYM tại khách sạn. Hiện tại tuyển Việt Nam có 24 cầu thủ, tiền vệ Trần Minh Vương đang bận việc riêng nên chưa thể hội quân cùng các đồng đội. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng không thể hội quân vì vẫn đang điều trị thoát vị đĩa đệm. Hiện huấn luyện viên Park Hang-seo đang bận dẫn dắt đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022, sẽ tiếp quản tuyển Việt Nam vào ngày 4 tháng 11. Hiện các tuyển thủ Việt Nam của đội tuyển quốc gia đều cố gắng rất nhiều sau ngày hội quân. Việc luyện tập tích cực và hứa hẹn khi Thái Phát về tới sẽ nhanh chóng thực hiện những phương án mới mà Thái Phát đã chuẩn bị. Những thông tin vui gây chú ý nhiều như Quế Ngọc Hải mặc áo khoác ép cân, đội tuyển Việt Nam tập trung giải phóng sức ì. Phía ban huấn luyện cho biết toàn bộ buổi tập này sẽ chỉ tập trung vào công tác rèn thể lực cho cầu thủ. Đây sẽ là buổi tập nhẹ nhàng để các cầu thủ lấy lại cảm giác tập luyện. Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã phải mặc áo khoác gió để ép cân để có thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, tiền vệ Trần Minh Vương đã hội quân cùng tuyển Việt Nam trong ngày hôm nay nhưng vẫn phải tập riêng. Trong thời gian tới, tiền vệ sinh năm 1995 đây sẽ có thể tập cùng các đồng đội. Các cầu thủ chia nhóm chạy bền là một trong những hình ảnh làm cổ động viên đứt lòng.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh tại Một Việc Bóng Đá.